Xin chào tất cả mọi người. Thì như đã hứa hồi tuần trước, mình sẽ làm một cái clip về cái cách setup bể cá thủy sinh, cá lóc các bạn. Và cụ thể là mình sẽ setup một cái bể thủy sinh full họ rái cho các bạn nha. Full họ rái đối với cá lóc. Thì công việc đầu tiên của mình khi mà mình xác định setup một cái bể thủy sinh nói chung như thế này thì mình cần phải làm những cái gì các bạn? Đầu tiên mình phải xác định là cái con cá lóc mình nuôi nó là cái chủng loại gì. Đó, những chủng loại cá lóc mà thích hợp với cái bể thủy sinh mà cây cỏ như thế này á, đa phần là cá lóc vây dài các bạn. Những cái con như là chân châu đen nè, chân châu đỏ nè, chân châu xanh nè, những cái dòng họ chân châu nè, rồi những cái con cá gì nữa các bạn vây dài như cái gì các bạn, cá lóc tiểu hoàng đế nè, cá lóc hoàng đế nè, cá lóc nữ hoàng. Đó, ông nữ hoàng thì nó sẽ chia ra hai trường hợp nha các bạn nha. Đó, rồi con những một số cá lóc vây ngắn có thể là, hoặc là những cái con cá lóc mà vây ngắn mà size nhỏ, ví dụ như ăn rau nè, rồi gì ta, cầu vồng nè, cá lóc cầu vồng nè, rồi con cá lóc gì ta, lôi lông bảy sắc nè các bạn. Rồi một số cá lóc mà lớn mà vẫn thích sống ở cái môi trường thủy sinh như thế này là con cá lóc mắt Nam Mỹ. Cá này size nó rất là lớn, mắt size của nó có thể lên tới 95 cm, nhưng mà nó vẫn thích sống ở cái môi trường thủy sinh cây cối. Đó, và con thứ hai nữa là con Albino August, là cái con này nó rẻ. Đó là những một số con cá lóc vây ngắn, là những đa phần là những cá lóc vây ngắn size nhỏ sẽ thích hợp sống ở hồ thủy sinh, và những cái con cá lóc mà đi size ngắn mà đi theo bầy. Đó, và đa phần hầu hết những cái loại cá lóc mà vây dài sẽ rất thích sống, thích hợp trong hồ thủy sinh. Chỉ có một số loại cá lóc vây ngắn, ví dụ như lóc mắt Nam Mỹ, thích hợp trong cái bể thủy sinh mà có cây như thế này. Còn lại những con cá lóc giả sử như là vảy rồng nè, rồi Super Red nè, Barito nè, những cái dòng mà con bự á, những cái dòng bự vây ngắn, thì những cái dòng đó nó lại không thích hợp ở trong cái bể thủy sinh như thế này, mà nó thích hợp ở những cái bể biotop rừng già các bạn. Thì các bạn phải chia ra hai cái thủy sinh, thì có hai thủy sinh mà dành cho cá lóc thì có hai cái. Một loại là thủy sinh mà cái kiểu này gọi là cây cỏ đi nha, mình gọi là thủy sinh ven sông. Đây được gọi là thủy sinh ven sông. Nếu mà chia theo kiểu mà của cái thằng mà Raiwell nó đang chia thì nó chia theo cái kiểu mà gọi là cái gì ta, Renover là qua ven sông. Một thứ hai là biotop rừng già, nó gọi là biotop August, đúng rồi, biotop August là biotop rừng già các bạn. Nó thì nó chia ra hai loại. Thì cái công việc quan trọng của các bạn là phải xác định được mình nuôi cái loại cá lóc gì để tạo cái môi trường thích hợp nhất cho nó. Bởi vì cá lóc kiểng mà để nuôi mà để bật màu rất là khó. Ví dụ như con này mà để bật được cái màu xanh lá cây và cái màu xanh dương này nó khó. Đa phần các bạn nuôi cá lóc này, đa các bạn đem về nó xám xịt chứ nó đâu được màu xanh lá cây hay màu xanh dương. Lớn á, từ 90, 90, 80 trở lên nó mới ra được màu xanh dương. Còn bây giờ là màu xanh lá cây, nhưng mà đa phần các bạn nào, ít các bạn nào mà nuôi được ra màu xanh lá cây lắm. Đó, hoặc là những con cá lóc mà chân châu đỏ đó, các bạn nuôi nó cũng rất là khó lên màu đỏ. Chân châu xanh, chân châu đen cũng vậy. Hay là mấy cái con mà ăn rau rồi thì nó dễ rồi. Đó, những cái con cá mà lóc mà lớn lớn á, nuôi rất khó là lên màu. Đấy, thì cái điều đầu tiên của các bạn xác định là các bạn phải xác định được các bạn nuôi con cá gì và tạo môi trường nào thích hợp. Thì có hai loại môi trường. Một loại là thủy sinh cây cỏ ven sông, hai là biotop rặng rừng già. Thì cái trong cái nội dung của cái clip này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn setup cái bể mà thủy sinh ven sông cho các loại cá lóc này. Thì chốt lại những loại cá lóc nào thích hợp cho những loại bể này các bạn, những cái loại cá lóc vây dài, những loại cá lóc vây dài sống ở sông và suối và những vùng nước mát. Đó, những cái loại cá lóc vây dài, chân châu xanh, chân châu đỏ, chân châu đen, rồi tiểu hoàng đế, cá lóc hoàng đế, cá lóc nữ hoàng. Nữ hoàng cũng sống được biotop rừng già, nhưng mà tức là nữ hoàng người ta tìm thấy được cả hai khu vực luôn các bạn, biotop rừng già và cả thủy sinh ven sông, nhưng mà nó nghiêng về biotop rừng già hơn, đó là nữ hoàng, cá lóc nữ hoàng nha. Rồi, những cái loại cá lóc mà nhỏ mà vây ngắn, ví dụ như ăn rau tiểu cầu vồng, Chana August, và những cái và ngoại lệ một con cá lóc vây ngắn mà size lớn đó là mắt Nam Mỹ, thì sống được ở trong đây, sống được ở trong cái kiểu môi trường này. Đây là cái nội dung mà cái clip mà mình hướng dẫn. Còn biotop mình sẽ hướng dẫn một cái clip khác, có tương lai mình setup mình sẽ hướng dẫn trong tương lai thôi, không hứa cho các bạn nha. Rồi, đó là cái về cái không cái câu cái không mà mình chuẩn bị, mình xác định được cái môi trường nào nó thích hợp với con cá lóc mà mình yêu thích, mình đang nuôi. Rồi, xong. Thứ hai mình xác định là mình phải xác định cái size hồ nó thích hợp với con cá lóc. Những mỗi loại cá lóc nó sẽ thích hợp với một cái size hồ khác nhau. Thì cái đó các bạn phải xem ở trong cái chuỗi series về cách nuôi cá lóc từng loại của mình. Đó, thì hiện tại bây giờ mình mới sổ ra có con chân châu xanh thôi. Đó là thường thường hồ cho những con đó là phải từ 1 mét trở lên. Như hồ này là hồ 1 mét trở lên. Cá lóc không yêu cầu mực nước cao, cho nên là các bạn chỉ cần cao từ 4 đến 5 tấc là được rồi. Đa phần hồ thì bây giờ nó làm cao 5 tấc không, đó là đủ rồi. Còn bề ngang là 4 tấc là đủ để mà đánh đèn cho cái hồ này. Đó,
dữ lắm là cái hồ các bạn chỉ ở khoảng 6 tấc đổ lại thôi, bởi vì từ 6 tấc trở lên thì các bạn phải bắt đầu, các bạn phải phải đẩy vô nó tới 3 4 cây đèn thì nó rất là tốn chi phí và tiền điện cho các bạn đó. Và hầu hết những cái loại cá lóc nè, ví dụ như cá mà cá lóc hoàng đế, các bạn mà chơi hồ thủy sinh thì đúng là các bạn phải chơi hồ lớn thiệt đó, cái hồ nó phải 1 mét mấy luôn, ngang nó phải bao nhiêu đó, thì tùy theo cái loại cá lóc mà các bạn chọn hồ. Thì dựa vào đó thì các bạn sẽ chọn tiếp những cái dập chuẩn bị, không chuẩn bị kế tiếp đó là chuẩn bị xong hồ chưng rồi chưng kệ, các bạn tùy sở thích, các bạn muốn chơi chưng sắt chưng gỗ gì tùy các bạn, tùy điều kiện. Cái thứ hai rồi bắt đầu là cái thứ hai của cái khâu chuẩn bị này, đó là mình sẽ chuẩn bị cái máy bơm. Cái máy bơm cho hồ cá lóc, cho cái bể thủy sinh kiểu này mình nên khuyến nghị là 6 lần thể tích ở lộn 8 lần thể tích nước là phù hợp với cá lóc. Bởi vì sao? Cá lóc thường thường mình hay khuyên các bạn là hãy lấy 5 đến 6 lần thể tích hồ. Tuy nhiên đối với hồ thủy sinh mà rặt đá và cây cỏ như thế này, các bạn làm cái hồ mà chỉ 6 lần thì nước nó sẽ trở nên tù. Và khi nước nó trở nên tù thì cây các bạn rất là dễ bị thối rễ, và cái hiện tượng này mình đã bị một lần rồi. Cho nên là rút kinh nghiệm nha các bạn nha, không chơi gấp 6 lần được. Các bạn chỉ chơi gấp 6 lần ở những cái hồ mà không chơi thủy sinh thôi, ví dụ như biotop mà rặng rừng già, ô thì ok được. Còn đối với bể thủy sinh là các bạn phải trừ 8 cho tính 10 lần, mà 10 lần thì nó hơi gọi là nó hơi bị cái dòng nước nó hơi động quá với con cá lóc. Hơi động quá đối với con cá lóc thì các bạn nên chơi 8 lần. Và các bạn phải để máy bơm một góc ở bên đây và đường ra nước một góc ở bên đây để đảm bảo nước lưu thông và không tù hết hồ. Như mình nói, nếu hước mà tù trong hồ là thủy sinh các bạn nó sẽ bị thối, như ở bên đây nó bị thối rất là nhiều. Nó bị thối rất là nhiều. Đối với cái clip đầu tiên mình infer cho các bạn thấy intro cho các bạn thấy bên đây rặt thủy sinh nhiều hơn bên đây. Nhưng mà bên đây nó bị thối rất là nhiều và mình phải bỏ hết, chỉ còn là đúng một cây đó là nó còn sống trong vòng một tuần nay thôi. Nó không cứu được nha, một khi cây mà nó thối rễ là không cứu được. Đó lý do là cũng do là cái dòng nước của các bạn nó bị tù. Đó, cái dòng nước nó yếu quá, nó bị tù và các bạn phân bổ cái đường in out nó không đúng. In một bên thì out nó phải một bên, bắt buộc nước nó phải lưu thông theo chiều dài hoài. Và cá lóc á, thì nó thích hợp với tràn trên nha các bạn nha, nó không thích hợp với lọc thùng. Thủy sinh đa phần người ta làm lọc thùng nhưng mà cá lóc không thích hợp lọc thùng, đó đầu tiên. Tràn dưới càng không thích hợp, cá lóc không thích tràn dưới bởi vì một số con cá lóc rất thích nổi trên tầng mặt, do đó là tràn dưới sẽ làm cho nó động. Thích hợp tổng hợp lại là cá lóc nó thích tràn trên nhất, đó là các bạn làm tràn trên là phù hợp nhất và cũng là cái lọc mà có cái chi phí rẻ nhất hiện tại. Đấy là chuẩn bị máy bơm dàn lọc xong rồi, thì bây giờ mình qua tới vật liệu lọc. Thì đối với một cái bể mà thủy sinh như thế này và cá lóc thì các bạn nuôi thì nó không có nhiều, tại vì nó cũng rất là khó ghép những cá lóc khác. Thì cái tải trọng sinh học của cá lóc càng lớn thì nó càng cao, nhưng mà cá lóc nhỏ thì nó lại ít, nhưng mà cá lóc thì nó cũng không phải là loại cá dơ. Do đó để mà khuyến nghị các bạn xài á, thì mình sẽ khuyến nghị các bạn xài những vật liệu lọc như sau. Như vật liệu lọc của mình đang xài trên đây là mình không thể nào mình quay được cái dàn, đây là cái lòng tràn trên các bạn. Nước nó sẽ đi từ trên đây nó đi lên, và cái lọc này đang gấp 8 lần công suất của cái hồ này Acman 104 nha các bạn nha. Thì đưa nó lên đây, thì ở đây mình sử dụng cái túi lọc ở đây nó ở đây nè, không quay được các bạn là nó tối quá thì mình chỉ tay nha. Cái ngăn đầu tiên này là túi lọc, ở dưới túi lọc là sử dụng hai bu xốp, không nên sử dụng bù rutin nha các bạn nha, không nên sử dụng bù rutin cho hồ thủy sinh nha. Bù rutin rất mạnh, nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng của thủy sinh, nó không thích hợp với hồ hồ thủy sinh. Và Sichem nó cũng khuyến nghị là nên sử dụng hai bu xốp cho hồ thủy sinh. Cái thứ hai mình sử dụng là Renew, một lớp Renew các bạn sử dụng theo liều hướng dẫn thôi, đừng sử dụng quá liều. Quá liều thì nó tốn tiền hơn thôi, chứ 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 nó cũng không có xử lý hơn được nữa đâu. Đó Renew. Cái thứ ba là mình xài cái dạng Matrix. Matrix cũng xài ít thôi. Matrix ở trong đây mình chỉ bỏ có khoảng 20 ml thôi các bạn, là có nhiêu đây thôi nè. Sau đó mình bỏ vào Matrix Bond. Matrix Bond trong đây mình bỏ 250, 250 ml. Đó, tức là 250 ml cho cái hồ này, là cái hồ này chứa 160 lít nước. Mình không sử dụng đi nitrat. Mình không sử dụng đi nitrat bởi vì sao? Mình cần đi chát để cho cái cây này nó ăn, và cái lượng mà đi chát dư thừa đó thì cái Matrix Bond với là Matrix bình thường và Renew và hai bu xốp nó đã xử lý được rồi, cho nên hồ này mình không sử dụng đi chát. Mặc dù cái lọc này cái là dòng chảy nó khá là chậm và nó hỗ trợ cho cái việc xử lý đi chát khá là nhiều đó. Tuy nhiên á, thì sau 2 tuần mình test thì đi chát hiện tại bây giờ nó bằng 5 thôi đó, nó bằng 5 thôi, thì nó rất là ưu việt đối với cái bể cá lóc rồi đó. Đó là như vậy, thì mình yêu nó, thì cái đó là cái phần mà setup hệ thống lọc xong, mình đã chuẩn bị hết hệ thống lọc xong đó, rồi hệ thống lọc xong hết rồi. Thì bây giờ cái ngày đầu tiên của mình á, mình setup á là mình chuẩn bị tiếp cái nữa, đó là mình chuẩn bị hết bao nhiêu đó rồi thì mình vô nước và sau đó mình sẽ chuẩn bị vật liệu nền nha các bạn nha. Nền thì mình dùng sỏi suối nâu. Tuy nhiên á, mình khuyến nghị các bạn nên có điều kiện thì các bạn nên sử dụng cho mình cái nền mà
nền nâu hay nền đen của si chem. Bởi vì sao các bạn, nền này nó nhả kim loại nặng ra nha, mình không biết nó khai thác ở đâu. Nếu mà khai thác ở suối là không không có kim loại nặng, chắc chắn không có kim loại nặng. Còn cái này nó khai thác ở đâu nè? Tại sao mình biết nó có kim loại nặng các bạn? Là mình test thử, mình lấy cái cu bu xốp á, cái cu ri xốp á, là cái vật liệu mà hấp thụ kim loại nặng của bên si chem á, bỏ vô để trong vòng 2 tuần cu ri xốp đổi màu, chứng tỏ là có kim loại nặng. Bởi vì cu ri xốp nó chỉ hấp thụ được đồng và kim loại nặng thôi, mà nếu nó đổi màu tức là có kim loại nặng. Mà trong cái hồ này làm gì có kim loại nặng, mà trong khi ngày đầu tiên mình đã bỏ đêm vô để nó khử kim loại nặng của nước rồi đó. Thì cái kim loại nặng này theo si chem nó nói là trong vòng ít nhất 2 tuần các bạn bỏ cu ri xốp mà nó đổi màu, chứng tỏ là cái chất nền của các bạn có kim loại nặng. Cũng có thể kim loại nặng này nó nằm ở trong những cái tảng đá như thế này, tại vì đá này đa phần là khai thác dưới đất chứ đâu có khai thác dưới sông đâu các bạn nha. Đá này là khai thác ở trên núi đá nè, cho nên là nó nhiễm kim loại nặng là chuyện bình thường. Nó nhiễm niken hay nó nhiễm với những cái kim loại nặng khác, coban là chuyện là cái chuyện rất là bình thường, nhiễm chì là chuyện rất là bình thường. Do đó đó, nếu mà các bạn nào hạn chế thì các bạn nên sử dụng cho mình cái nền mà nền chuyên biệt, thì nền đó nó khá mắc tiền. Còn không á thì các bạn, nó khá mắc tiền mà nó còn không có hàng nữa đó, còn không thì các bạn xài cái loại này. Khi mà các bạn xài loại này đó, rồi đánh nhau với con trân châu đỏ nè, ngu chui vô chổng chi. Địa phận này là của con trân châu đỏ với con phi đao nè, bạn thấy không? Bạn thấy con phi đao không? Nó cái cây nhỏ nhỏ này, nó bay lên đó, nó thấy không? Địa phận này là chỉ con trân châu đỏ với phi đao ở thôi, còn mấy con này là ở bên đây từ hồi mà lấy cái thủy sinh ra rồi cái bắt đầu nó bị quản, nó cần tìm cái chỗ mới nè. Mà chỗ này nó vô là nó bị con trân châu đánh liền. Đó, nó đang ngông trân châu đỏ trong đây nè. Rồi nói tiếp nha các bạn nha. Đó, là nếu mà mình làm như vậy thì mình xài cái loại này thì các bạn phải bỏ thêm cho mình rìu liếp. Và rìu liếp các bạn sắp xếp, các bạn phải sắp xếp ngăn cuối, bởi vì mình dùng rìu liếp để làm chi? Để mình hấp thụ kim loại nặng, chứ mình không dùng rìu liếp để mình hấp thụ amoni nha. Cho nên các bạn để ngăn đầu là sai, nó sẽ cản trở cái quá trình mà cycle của mình, nó sẽ cản trở quá trình cycle của mình. Đó là như vậy. Thì đó là cái lời khuyên cho mình khi các bạn sử dụng chất nền. Tùy theo các bạn muốn sử dụng chất nền gì thì các bạn có thể dùng cát, các bạn có thể sử dụng sỏi suối, cho mình thích sử dụng sỏi suối. Còn nếu các bạn sử dụng cắt vàng thì các bạn sử dụng cắt vàng mắc quá các bạn ơi. Đó. Rồi còn đá này nè, đá này thì mình khuyên các bạn là lấy cái đá Tiger đó, mà đá Tiger là xếp vô cái bể thủy sinh thì nó không có hợp các bạn. Còn đá này thì nó bị những cái một cái nhược điểm, các bạn biết cái nhược điểm gì không? Đó là cái đá này nó nhả ra silicate và nó làm cho cái đá này nó có hơi rêu nâu, hơi hơi rêu nâu đó, và nó sẽ làm cho những cái tảng đá này nó dính rêu nâu. Cái thứ hai nữa, cái đá này là nó tiết ra cái loại mà một chút xíu cái tính kèm, mà cá lóc thì nó lại thích axit. Thì cái này mình có thể điều chỉnh được, thì cái này mới thể điều chỉnh được, nhưng mà càng điều chỉnh thì càng tốn tiền. Đó là cái vấn đề mà như vậy, nó tiết ra rêu nâu, các bạn thấy không? Nội cái rêu nâu này nhiều khi nó mọc ở trên luôn cả cái thân của cây rái luôn nè các bạn. Nó mọc luôn cả cái thân của cây rái luôn. Rồi, cái điều đó là cái điều mà như vậy. Đó là cái, còn sau đó rồi các bạn chuẩn bị hết toàn bộ những vật liệu nền đá layout rồi, các bạn làm gì nữa thì bắt đầu các bạn phân bó cục ra. Thì cái này là tùy cảm quan, và các bạn có thể lên mạng, như là cái hồ này mình lấy ý tưởng là mình cũng search lên mạng luôn, mình cứ ghi là China hay là Snakehead in Planted Aquarium thì nó sẽ sổ cho bạn một dây những cái hồ mà trên YouTube để cho các bạn tham khảo. Rất nhiều hồ đẹp các bạn nha, rất là nhiều hồ đẹp luôn, mà chủ yếu bên Nhật á, người ta làm rất là đẹp. Bên Nhật với bên Hàn người ta làm rất là đẹp luôn. Cái hồ này mình lấy ý tưởng của cái hồ bên bên Hàn bên Nhật. Tuy nhiên thì setup cái hồ này á thì nó có sự biến tấu chút xíu. Cái hồ đó là người ta sử dụng nhiều cây, thì mình ở đây mình thích chơi full họ rái, mình thích chơi full họ rái. Còn cây nào thì tùy các bạn. Tuy nhiên á, đối với những con cá lóc á, mình khuyên các bạn hãy xài những cái loại cây cứng cứng chắc và dễ nuôi một chút, ví dụ như rái, dương sỉ hay là những cái loại cây mà đừng có quá khó nuôi, những cái loại cây mà nó không cần sử dụng mà CO2. Tại vì trong hồ cá lóc này mình chủ yếu là khi mà mình setup một cái hồ thủy sinh mà cho cá lóc thì mình chú trọng con cá nhiều hơn là mình đi chú trọng cái về cái thảm thực vật. Mình chú trọng tại cái hệ của mình là cái hệ chơi cá chứ không phải là cái hệ mà chơi thủy sinh, không các bạn nha. Cho nên là mình hãy nghiêng về con cá nhiều hơn, và mình đừng có ưu tiên thủy sinh quá. Mình đừng ưu tiên thủy sinh quá thì của mình là mình chơi họ rái, còn các bạn muốn chơi phun dương sỉ cũng được. Thì đó là hai cái đề xuất cho các bạn. Ngoài ra nó còn nhiều cái nữa, ví dụ như súng chẳng hạn. Súng cũng là một cái thứ mà rất là thích hợp, nhưng mà súng là các bạn phải chơi là bạn chơi chơi nền dày để nó là cũ. Còn cái thằng mà rái với dương sỉ á, các bạn chỉ cần buộc và dán lên đá là được rồi, tại vì giá dương sỉ nó không có bám được dưới nền. Thì đó là lý do như vậy. Khi mà mình chơi họ rái với họ dương sỉ là cực kỳ khỏe cho các bạn. Các bạn sẽ không cần phải chơi cái phân nền, rồi các bạn lót cốt nền là tầm lum tầm la hết. Nó sẽ rất là nhiều cái mà khó khăn cho mình, thì hạn chế mình chơi. Và trong cái nội dung clip này mình chỉ nói tới họ rái thôi, còn dương sỉ thì nó cũng sẽ tương tự. Rồi, đó là cái điều mà mình tham khảo, mình phân bố cục. Thì khi phân bố cục có một điều lưu ý như thế này, đá này nó rất là nặng, mình đã từng bị
khi mà các bạn bỏ trực tiếp dưới nền á, bạn rải nền, các bạn để xuống dưới nền nó dẻ cát, nó đá nó cũng sẽ lún xuống dưới và nó tiếp xúc với cái lớp kiến ở dưới đáy này, nó sẽ tiếp xúc với cái lớp kiến ở dưới này, thì lâu ngày nó sẽ làm cho cái hồ các bạn nó bị lệch trọng lượng. Thì các bạn thấy không, đá bên đây là không cân thì nó sẽ bị nứt chính giữa, và mình đã bị hai cái hồ rồi, kinh nghiệm của mình đã bị hai cái hồ rồi. Do đó mình khuyên các bạn nha, các bạn phải lấy một cái vỉ lọc đáy màu trắng. Tại sao mình không phủ cát lên, mình để cho các bạn thấy đó là ý đồ của mình. Sau cái clip này xong mình sẽ phủ lên trở lại, mình sẽ phủ sỏi lên trở lại. Các bạn phải lấy một cái vỉ lọc đáy, cái vỉ này có 15 ngàn thôi, tất cả các công cụ mà từ nãy giờ mình nói, vật liệu lọc, máy bơm gì đó là bên mình có bán hết. Các bạn cứ cần thì cứ cứ vô mà trang Shopee hay là inbox với mình, thì cái vỉ này có 15 ngàn à. Một cái tảng đá như vậy cần hai vỉ lót lên, để lên và để đá lên. Ở bên đây cũng vậy, ở bên đây thì cần tới 4 vỉ. Để chi các bạn, cái vỉ này nó chịu lực rất là hay nha. Như các bạn coi cái clip mà review riêng của mình á, cái hồ cá biển lúc đó đá kiến 5 ly mà bị phủ tới 267 ký cát mà vẫn không bị sao hết, lý do là cái lực này nó phân bổ lực rất là tuyệt. À, thứ hai nữa là lực Archimedes ở trong nước nữa thì nó làm cho đá này nó nhẹ hơn, và cái lực này, cái đĩa này nó phân bổ, nó không có làm kiến các bạn chịu áp lực. Các bạn hiểu không? Đây là gọi là gì ta, diện tích bề mặt tiếp xúc, hay gọi là tiếp diện tiếp xúc. Một tảng đá này sẽ được phân bổ đều cho 30 nhân cho 15. 30 cho diện tích là 30 nhân cho 15, mình chưa bấm số ra thì hai vỉ, mỗi vỉ là 15 thì 30 nhân cho 15. Còn đây là 4 vỉ thì là 15 mũ 4 lên. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây là diện tích bề mặt tiếp xúc, nó sẽ phân bổ đều lên, lực Archimedes nó đẩy lên và diện tích bề mặt tiếp xúc nó sẽ phân bổ đều cho cái thằng này. Còn thay vì đó là nếu mà các bạn để một cái thằng này tiếp xúc với kiến thì bề mặt tiếp xúc nó có thể chỉ phân bổ lên một cái điểm nhọn như thế này, thì nó làm kiến của các bạn nó bị bể. Đó là về cái nói sơ về cái vật lý. Thì các bạn phải lót, không lót là bể nha, không lót là bể hồ đấy. Đó, không lót là bể hồ. Rồi tới vấn đề đó là xong. Đó, rồi tới cái vấn đề thứ hai là mình chọn thủy sinh. Tuy nhiên trước khi chọn thủy sinh thì các bạn sắp xếp hết bó cục, các bạn xử lý nước hết, rồi các bạn cycle in, rồi các bạn mới chơi, các bạn mới trồng thủy sinh vô thì nó mới an toàn, chứ các bạn đừng có dội dã. Đấy là cái clip hôm nay mình nói hết cho các bạn về toàn bộ cái khâu chuẩn bị. Đầu tiên là bây giờ tóm tắt lại, cái clip hôm nay là phần 1, mình chỉ nói về cái khâu mà gọi là khâu chuẩn bị thôi. Đó, còn clip kỳ sau mình sẽ nói tới cái khâu xử lý nước, cycle in, thả cá. Rồi clip phần 3 mình mới tới cái khâu mà trồng cây vô. Clip phần 4 mình nói tới cái câu là chăm sóc cây thủy sinh và chăm cóc cả cái hồ này. Rồi thì nó tới 4 phần rồi nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình tổng kết lại, mình tùy theo loại cá lóc mình muốn chọn nuôi, mình sẽ chọn một cái hồ phù hợp, style thủy sinh phù hợp, biotop hoặc là ven sông. Thứ hai là chọn bộ lọc dàn lọc, máy bơm thì nên 8 lần công suất và in out để hai đầu để cho nước không bị tù. In out để hai đầu không, nước không bị tù. Thứ ba là hệ thống lọc, nên sử dụng hệ thống lọc tràn trên là ok nhất, là ok nhất cho các bạn. Vật liệu lọc khuyến nghị nên là hai bu shop Renew Matic và Matic Bond và dịu clip. Trong trường hợp các bạn xài những cái phân, xài những cái cúc, những cái sỏi nền và cái đá tự nhiên như thế này, còn nếu các bạn xài đồ của hãng thì các bạn không cần dịu clip. Nhưng mà mình thiết nghĩ thế này, đó là xài hàng của hãng thì nó an toàn hơn, tuy nhiên chi phí nó rất là cao. Nhưng mà nếu mà các bạn xài hàng tự nhiên cộng với dịu clip vô đi chăng nữa thì cái giá nó sẽ rẻ hơn xài hàng hãng, chắc chắn nó rẻ hơn. Tại dịu clip cộng với mấy bao sỏi như thế này thì nó không có mắc tiền bằng các bạn mua mấy bao sỏi của hãng Sichem. Đó là như vậy. Rồi, cái kế tiếp đó là sau khi các bạn lựa chọn cốt nền và đá như thế này thì các bạn hãy tham khảo những cái mà phong cách ở thủy sinh ở trên mạng, hoặc là các bạn có thể tham khảo cái bể của mình. Đó, cái bể của mình thì xét cũng đơn giản thôi, nói chung là cũng sẽ xét được. Đó, rồi các bạn sẽ mua đá về các bạn trồng layout, và lưu ý là mua vỉ để mà lót ở phía dưới và làm sao cái bó cục, tạo xong một cái bó cục nó đẹp và để cho cái khoảng đủ cái khoảng trống để cho cá lóc nó sống. Đó là như vậy. Rồi cái thứ tư nữa đó là đèn thì nó rất là đơn giản, đối với họ Rái, họ Dương Sĩ là đèn cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần mua một cái đèn led gọi là led dùng cho thủy sinh 10.000 ke, cái led rẻ nhất luôn là nó đã xài được. Còn nếu mà các bạn chơi cho những cái thằng khác là nó rất là khó xài, nó rất là khó xài nha các bạn nha. Đó là như vậy. Sau khi clip chuẩn bị này xong thì clip tuần sau mình sẽ nói về cái phần mà điều chỉnh pH, KH, GH và cycle lên chất nước cho cá lóc và thả cá luôn. Đó. Còn bây giờ là hiện tại bây giờ mình đang đặt một lô rái ở ngoài Hà Nội về để mà mình làm lại cái này. Hồi bữa là các bạn thấy cái này rất là nhiều nha. Nhưng mà nước á, mình sử dụng cái máy bơm nó chỉ 6 ngàn thôi là bên đây nó thúi hết luôn. Tại nó không đủ lực nước các bạn. Nó không đủ lực nước. Đó, nhưng mà sau một cái tuần mà con cá lóc mình á, con này bị một vây, con này bị lỡ mình luôn.
sau khi mà bỏ vô đây á, vừa cycling vừa trồng thủy sinh và vừa chữa bệnh, để trong vòng một tuần mà tất cả lại hồi hồi hết, lại vây mọc lại. Chứ bữa các bạn thấy là vây nó chỉ có 1/3 cái đuôi nó bị đứt luôn, còn con này nó lỡ 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 toe tét luôn nha các bạn nha. Mà bây giờ là nó đã khỏi bệnh hết và màu nó đang lên, con này thấy rõ ràng màu đang lên, lên ánh xanh luôn này các bạn. Size này mà lên ánh xanh này là cực kỳ hay luôn á. Tuy nhiên là mình sẽ nói, bởi vì chỉ cần thiết lập một cái môi trường thích hợp, một cái chế độ dinh dưỡng thích hợp thì cá lóc các bạn nuôi cũng sẽ rất là đẹp, cũng sẽ rất là đẹp. Rồi cái clip của mình tới